Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn bộ phụ tùng làm xe điện 4 bánh loại nhỏ giá rẻ. Và đặc biệt là nó sử dụng cái động cơ 24V 500W. Bộ này mình đang bán ra với cái giá là 7.500.000 đồng. Mặc dù nó là xe nhỏ nhưng mà cấu hình thì nó đầy đủ như một cái xe to, cho nên giá nó cũng không nhỏ theo. Nó chỉ là chạy bình ắc quy nhỏ hơn thôi. Còn nó vẫn sở hữu một cái cây cầu rộng 90cm. Cầu trước bình thường, hệ thống lái bình thường. Một cái chân ga và 4 cái bánh 300-10 không xăm. Một cái điều khiển, một bộ chân phanh và phụ kiện và một cái đồng hồ đầy đủ. Một cái bộ như thế này thì các bạn có thể làm xe với cái sức tải là khoảng 2 người lớn hoặc là 1 người lớn 2 trẻ con là rất thoải mái. Tốc độ của cái bộ này thì nó không cao, nó chỉ khoảng 20 km/h hoặc là hơn một tí thôi. Còn nếu như các bạn muốn lấy cái bộ y như thế này bằng 48V thì tốc độ của nó sẽ là rơi vào khoảng 30 km/h. Đấy, giá thành thì không thay đổi nhưng nó là 48V các bạn nhé. Một cái bộ như thế này thì các bạn về nhà chỉ cần nằm khung lên thôi. Điện đóm thì bên mình sẽ đấu sẵn cho. Chân ga đấu sẵn. Đũa phanh và phanh đầy đủ phụ kiện. Động cơ thì được gắn liền vào cầu cho nên là làm việc làm một cái xe rất là nhàn. Các bạn chỉ việc gác khung lên thôi. Đồng hồ. Cầu trước thì sử dụng là cầu trước không có phanh. Chiều rộng của cái cầu trước thì nó sẽ phụ thuộc vào cái cầu sau. Hiện tại thì trên cái bộ này mình chỉ cung cấp cho khách hàng là gồm có hai cái mayer. Cái phần ống lối từ cái cầu trước. Đây. Cái phần ống lối là từ đây qua bên kia. Là sử dụng một cái ống 60. Mình hàn thẳng vào là xong thôi. Cái ống này thì mình ra hàng cơ khí mua là sẵn có luôn. Nó khoảng 40-50 nghìn một đoạn. Và các bạn nào cũng có thể làm được. Khi hàn cái ống này thì các bạn cứ hàn bình thường vì nó là thép. Nó không phải là gang. Cho nên hàn bình thường. Mình hàn đính trước. Sau đó là lắp bánh vào và đặt cái thước vuông góc xuống mặt đất. Sẽ tỉ vào bánh thì sẽ tính được cái độ nghiêng của bánh. Nếu cái bánh nó nghiêng ra hoặc nó nghiêng vào thì mình sẽ hàn lại. Cái này phần cơ khí mình chỉ nói sơ sơ vậy chứ các bạn nào cũng làm được, chưa làm cũng làm được. Và đây là hệ thống lái, thước lái vô lăng. Cái hệ thống vô lăng này thì nó cũng đánh lái mấy vòng bình thường như những cái ô tô bình thường. Chân ga, đây là cái chân ga đạp, chân ga để sàn, rất là nhẹ nhàng, trẻ con và người lớn đều sử dụng được. Chân ga này có một loại chân treo và một loại chân để sàn thì tùy khách hàng có thể lấy không. Còn với cái mẫu bánh này là mẫu bánh 300-10 nốt chuẩn. Cái mẫu bánh này thì bên mình chuyên làm 4 bánh cho nên là bao giờ nó cũng sức tải của nó rất là tốt. Các bạn có thể nhìn về cái đường nét của cái bánh này, rất là sắc. Đấy. Lốp có in hình chân chó này. Không phải lúc nào cũng có cái lốp này cho nên là nhiều khi mẫu nó thay đổi thì các bạn thông cảm, nhưng chất lượng mình sẽ đảm bảo. Đây, trên này nó ghi sức tải của một cái bánh này là 175 kg. Một bánh 175 kg một bánh, tức là 4 bánh nó rơi vào khoảng 700 kg, 7 tạ, rất là thoải mái. Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại là 0983818955. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký và nhấn vào biểu tượng chuông
Khi có cái video mới ra thì nó lập tức sẽ thông báo đến tất cả các bạn đã đăng ký để được xem cái video này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ phụ tùng bên của mình. Xin cảm ơn các bạn. Mọi thắc mắc yêu cầu về kỹ thuật các bạn có thể gọi qua số này hoặc là Zalo của số này luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.